Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Diệu Trần. Welcome back to my channel Diệu Trần Travel. Và đây là cái video mà mình quay cái chợ đêm ở Bali. Là buổi tối mình đi cái chợ đêm này. Đó là mình sẽ đi tìm những cái thức ăn buổi tối, thức ăn dạng là thức ăn đường phố các bạn. Thì mình thấy cái chỗ này người ta bán bánh trứng ha. Đó, cái tên của nó là ở trên cái quầy các bạn, Matepat gì đó. Thì mình gọi nôm na là bánh trứng ha, tại cái này người ta làm bằng trứng á, với lại bột á, đó, chiên ra một cái bánh như vậy đó. Đó, nhìn rất là thú vị ha. Và bây giờ các bạn xem cái cách người ta làm ha. Thì cái chỗ này người ta rất là nhiều du khách người ta đến người ta xem á. Đó, tại vì thấy cái cách làm rất là thú vị các bạn. Yeah. You reckon you need one? Nói chung khi mình ăn cái bánh này á, nó lạc các bạn, nó không có mặn, nó cũng không có ngọt. Nhưng mà người ta sẽ cho mình thêm một cái bịch nước đường ha, rồi cái dưa chuột nữa. Nói chung là nó cũng không phải là theo cái vị ngọt, cũng không phải là theo cái vị mặn nữa. Đó, thì đây là cái khẩu vị của người Indo ha, Indonesia các bạn. Đó, cái bánh nó làm ra rất là ngon kìa. Thì chút nữa mình sẽ cho các bạn xem cái hình cái giá các bạn. Đó là tùy theo một trứng, hai trứng, ba trứng á, thì cái giá nó tăng lên như là 29, 30.000, 35.000 tiền Indo vậy các bạn. Đó, còn cái phía bên mà cái anh mặc áo đỏ đang làm á, cái đó là làm bánh ngọt các bạn, cái bánh, nhưng mà mình không có ăn cái đó. Tại vì nhìn thấy cái cách rất là ngọt nhưng mình không có thích ăn ngọt còn nhiều á. Nutella. Hazelnut. Hazelnut made into chocolate paste. Oh, banana on it, but the brown. Yeah, yeah. Yeah, oh yeah. Nhìn rất là ngon luôn ha. Tối mà nhìn cái đó là muốn ăn liền luôn các bạn. Thì cái chợ này nó tương đối là nhỏ các bạn, nó chỉ có một cái khu vui chơi của trẻ em, một như là những cái xe ngựa đó, chỉ có một cái xe ngựa, rồi ở bên trong mà nó giống như cái chợ nó bán quần áo, cái shop nhỏ nhỏ đó, ít thôi. Rồi phía bên này nó chỉ có ba dãy thôi các bạn, ba dãy mà dãy cái dãy nó cũng ngắn thôi. Thì người ta bán thức ăn tối đó, rồi những cái bánh như thế này ha. Nói chung là cái khu nó nhỏ nhưng mà rất là nhiều người du lịch á, buổi tối người ta đến đây để mà người ta ngồi ăn ha. Rất là thú vị ha các bạn. So I visit Night Market in Sunur, Bali, Indonesia, looking for snack at night, relaxing, sightseeing. So very interesting, look the people make food. Và bây giờ là cái món này rất là ngon luôn các bạn. Cái này á, nó giống như là thịt nướng, giống như thịt nướng á các bạn. Thì cái món này gọi là satay các bạn, satay gì đó, satay ha. Thì hồi nhiều nhắc tới còn thèm luôn á. Đó, ở cái khu vực này là người ta sẽ ướp cái gia vị á. Đây là cái gia vị đặc trưng của người Indo nha các bạn. Đó, satay đó các bạn. Đó, đó là người ta nướng. Rồi một bịch như vậy thì như là có 10 xiên á. 10 xiên mà cái giá bao nhiêu ta? Cái giá hồi nãy các bạn xem đó, 25.000 á. Whether it just means beef on a stick
meat on a stick. Yeah, I don't know. Đó, 25.000 tiền Indo. Rồi nhưng mà nó rất là ngon các bạn, cái thịt của nó đó. À, biết sao nữa nhưng mà ăn nó dai dai giống thịt bò mà ngon lắm nha. Chung ở bên ngoài thì người ta ướp cái gia vị đó nó ngọt ngọt. Đó, người ta sẽ gói như vậy ha. Làm với cái điều đặc biệt ở Indo các bạn thì người ta hạn chế sử dụng bịch ni lông, ha. Khi mình đi vô các shop hay là mua như thế này nè. Đó, người ta sẽ rất là hạn chế. Yeah, honey. Nhưng mà ở ngoài đây thì người ta có xài ha. Nhưng mà vô siêu thị là các bạn mua đồ xong các bạn phải mua thêm cái bịch để đem về. Các bạn không mua thì các bạn sẽ ôm mấy cái đống đó đi về ha. Đó. Sau khi mình mua một bịch này, đi một vòng ăn hết xong rồi quẹo lại mua một bịch, hai bịch nữa để đem về ăn ha các bạn. À, rồi uống chung với bia, trời nó rất là ngon luôn á. Very delicious, thank you. Very delicious. Cái món này rất là phổ biến ở Indo mà các bạn đi các cái shop á, shop cửa các cái nhà hàng á đều có ha. Và đây là cái ngày đầu tiên mà mình đến ha. Đó, mình ăn thử các món ở đây ha. Đó, cái khung cảnh chợ đêm các bạn. Nó chỉ rất là nhỏ như thế thôi các bạn. Rồi đây là cái quầy trái cây, là trong cái video mình uống cái nước trái cây á các bạn. Đó là mình mua ở đây nè. Thì nói chung trái cây ở đây nó rất là nhiều. Và buổi tối như vậy á thì trời nói chung là ở Bali buổi trưa thì rất là nóng các bạn. Nói chung là khoảng 31 độ nhưng mà nhiệt độ nó nghe rất là nóng. Nhưng mà buổi tối thì nó sẽ mát hơn. Nhưng mà khi các bạn đi dạo như vậy cảm giác mình rất là thích uống nước trái cây á. Thì nước trái cây này cũng rất là đắt luôn, rất là nhiều người ta mua ha. Rồi ok, video đến đây là hết rồi. Thì các bạn nhớ đón xem thêm những cái video tiếp theo nha. Và bây giờ see you later.